Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại kênh của Thức Vlog, kênh phụ kiện chim bảy lòng bảy chim cô gái. Clip này em không quay làm chim mà phụ kiện lòng bảy chim nữa anh em ha. Clip hôm nay thì vào buổi tối thì cũng tâm sự cho anh em. Đây là một cái góc rượu quý nhà em ha. Thì nói chung là em thì cũng không gọi là phải gọi là nhậu nhẹt hay là uống rượu hay là uống bia hay nhiều. Nhưng mà chắc ngâm bên này thì trước thì cái đam mê mình ngâm để mình ngắm anh em. Thì những người mà chơi rượu ấy, thì đa số là người ta thưởng thức, gọi hai từ thưởng thức và ngắm là nó quan trọng nhất, chứ thực chất là uống mà kiểu uống bơ tha mà uống uống say xỉn ấy, là không có nha. Và những cái rượu này thì đa số là những cái bài thuốc em ngâm đó, như táo mèo này, ngồi Tây Bắc anh em ha, rượu rượu bầu đá Bình Định ha, anh em thì biết tiếng rượu bầu đá Bình Định rồi. Nói chung mấy cái hũ này em đều ghi ngày tháng năm hết, thì ngâm vào ngày nào tháng nào và những cái vật liệu mình ngâm là có những gì thì mình ghi hết. Tại vì khi mình ngâm á thì anh em không có nhớ được ngày mình ngâm đâu, rất là khó, tại vì thời gian nó trôi qua thì mình không có để ý được. Và rất là nhiều bầu như thế này thì mình tốt nhất thì mình ngâm cái lúc nào đó thì anh em hãy dán vào ha. Đó, như em này, đây là rượu đinh răng, rượu đinh lăng ha, nó trị bên đau nhức xương khớp, đau lưng rất là tốt. Nói chung là hỗ trợ cho những người lớn tuổi. À, cái đinh lăng này cũng gọi là sâm á, ngoài Bắc thì gọi là sâm đinh lăng ha. Còn bài thuốc này là bài thuốc bên sinh lý nam anh em ha. Em cũng đã quay và hướng dẫn cho anh em cách ngâm cũng như là những cái toa thuốc để anh em ngâm rất là nhiều rồi. Đa số thì nó hỗ trợ rất là tốt cho xương khớp. Còn bên là phía trong này đen đen này anh em đó. Bên này là bình trụ đứng, nó mấy cái dạng bình này thì nó rất là nhiều loại, nó bình bình trục bầu, bình trục bầu này ha, bình trụ đứng thẳng, hoặc bình to, bình nhỏ, bình đủ loại thứ bình hết. Đó, anh em cứ thể chọn cho mình một kiểu, như mỗi bình, mỗi dạng và mỗi mẫu mã khác nhau để mình ngắm và mình thưởng thức nó sẽ đẹp hơn so với anh em ngâm kiểu 10 bình mà có một kiểu thì nó sẽ ít đẹp hơn. Đó, cho nên của em đây là rất nhiều mẫu hả, không? Và cái hũ rượu này thì cực kỳ đẹp luôn. Đó, quay cho anh em xem. Chung là cái hũ này thì em đang đựng rượu bầu đá nguyên chất nha. Đó. Rượu bầu đá nguyên chất. Để mỗi dịp Tết thì khách đến nhà thì thưởng thức một người một ly để mà biết được cái rượu bầu đá nó thơm và nó rất là nồng anh em. Cái cảm giác uống là nó rất là sảng khoái, nó cái mùi thơm cực kỳ thơm. Anh em cứ tìm và liên hệ mua đi rồi mình thưởng thức sẽ biết. Nó thơm cực kỳ luôn. Mở cái nắp ra là thấy mùi thơm của rượu bầu đá rồi, mà nước nó trong veo, trong quắt luôn, trong bên dưới nước suối vậy anh em, trong cực kỳ. Cho nên anh em thấy những cái dàn rượu mình ngâm này đó, cũng này không, nước nó trong đó. Nó ra màu trong, mình thấy được cái những cái sản phẩm mà mình ngâm ở bên trong đó, mình ngâm không? Từ những cái sản phẩm ở ví dụ như thằng đây là thằng thằng chuối hột rừng hả anh em, chuối hột rừng. Tại vì chuối hột rừng nó khi mình ngâm rượu thời gian lâu quá nó ra màu đen đó, cho nên mình không có thấy được bên trong. Nhưng mà cái độ khi mà bị dở nắp ra ha, anh em coi ha, nó màu đen nhưng mà nó đen cái màu của nó là màu trong chứ không phải là đen mà màu đục, nó khác nhau anh em ha. Đó, đen mà đen trong kiểu cái nước nó ra màu mà nó trong đậm á, anh em thấy này, đen mung luôn mà nước luôn, nó cảm giác nó không có bị đục nước. Mở cái nắp ra thôi là để thấy mùi thơm cực kỳ luôn. Cái thuốc nó ra rất là đậm. Tại vì em ngâm hơi nhiều. Ngâm hơi nhiều. Cái này tới 1 ký khô, ký chuối hột rừng khô. Mà ngâm cái bình này thì tầm chưa được 5 lít. Cho nên nó hơi đậm. Đó. Và quay lại cái bầu này thì em nói lên cho anh em ha. Bầu này bên này sinh lý nam. Đó. Sinh lý nam thì anh em đã biết rồi, không không cần phải nói vấn đề này, nó quá rõ ràng, nó quá cụ thể. Nói chung là nó giúp cho đàn ông mình tăng cường cái sinh lực bên nam giới lên, hỗ trợ đau lưng, nhức mỏi xương khớp rất là tốt. Thì cái này thì anh em đến cái tiệm thuốc bắc, anh em hỏi cái những cái vị thuốc bên tăng cường sinh lý nam á, anh em giờ anh em ngâm rượu để thời gian anh uống được rồi. Cái bình này thì bình chìm bịp. Cái bài thuốc chim biệp này thì không biết là để những cái chỗ anh em thì đã biết chưa, chứ nó khu chỗ em thì cái bầu rượu bìm biệp này nói chung là con chim bìm biệp á anh em,
chim bìm bìm á, là nó hỗ trợ cái bên xương khớp rất là tốt, cực kỳ tốt. Đó. Ngâm này một cặp luôn, bìm bìm với một số cây thuốc. Và bên trong đây là rượu ngọc cẩu nha, rượu ngọc cẩu Tây Bắc. Anh em nào mà không biết thì lên bấm tên YouTube hoặc là tên Google á, thì mạng á, nói chung là bấm vô ngọc cẩu, rượu ngọc cẩu thì nó sẽ hiện lên cây ngọc cẩu cho anh em biết. Nó chính xác là nấm ngọc cẩu á, mà mình không có ngâm nấm tư, mà mình sẽ ngâm nấm khô, tại vì nấm khô nó sẽ dễ ngâm hơn và nó uống nó thì thơm hơn là ngâm nấm tư nha. Nấm tư thì nó sẽ bị chát. Anh em nào muốn muốn ngâm nấm tư thì nó sẽ có công thức ngâm riêng, chứ không phải là bỏ cái nấm vào là chết rượu là được đâu, nó chát lắm. Nó giống như là thằng rượu táo mèo nè anh em, thằng táo mèo này cũng vậy. Thằng táo mèo này anh em muốn ngâm mà những cái trái táo tư ấy, thì anh em phải vai sơ chớ trước khi mà mình ngâm, có nghĩa là anh em sẽ dùng cái táo đó anh em ướp vào cái đường ạ, ướp vào cái đường ạ trước, để cho cái tinh chất của cái táo nó ra hết cái độ chát, độ chua. Rồi mình lấy cái nước đó mình làm siro mình uống, lấy cái nước mà táo nó chảy ra làm siro mình uống, mình chắc hết cái nước đường ra đi. Anh em ngâm khoảng 1 tháng đúng không, chảy hết cái nước ra rồi anh em chắc cái nước đường ra cho nó thiệt là ráo đi, rồi anh em chớ cái rượu mình vào là anh em ngâm, thì lúc đó thì nó không có bị chát mà không bị chua nữa. Đó là công thức để mà ngâm cái táo mèo tư nha. Còn nếu mà khô thì rất là đơn giản, khô thì anh em chỉ cần về rửa sạch với nước hay rửa sạch với rượu nha, em xin lỗi ha. Nếu mà rửa với nước thì nó sẽ bị làm hư cái tái táo khô ạ. Mình sẽ tán ra một lớp rượu đó, để cho nó sạch những cái chất bụi bẩn và nấm mốc ở trong cái tái táo khô, trong cái tái khô này. Em sẽ giờ nắp lên cho anh em thấy lúc này đó, thấy không? Mình về sẽ sạch sẽ hết đi, mình tán sơ qua rượu đi. Rồi bắt đầu nước thứ hai là anh em đổ đầy vào rồi ngâm. Táo mèo này anh em ngâm thì khoảng thời gian không ra 1 tháng là sử dụng được rồi. Những cái chất đồ khô thì cực kỳ nhanh uống. Những cái cây ví dụ đinh lăng đây thì nó là thân tư, thân nước, thì mình sẽ ngâm nó dài hơn, thời gian nó lâu hơn. Còn hũ này thì chắc chắn là rất ít anh em biết đến. Cái này thì hiện tại bây giờ trên thị trường thì chắc em thấy chắc cũng chưa có ai mà có cái hũ này luôn ạ. Đó. Hũ này rất độc và lạ nha. Đố anh em biết là hũ này là rượu gì? Uống thơm lắm anh em. Rượu này thì em cũng vô tình mới phát hiện thôi. Tại vì hầu giờ cũng chưa biết cái tái này là ngâm cũng như thế nào. Cái ông anh ông chỉ thì mình ngâm thấy uống rất là thơm và rất là màu rất là đẹp luôn. Này là cái tái đào anh em. Em là hiện tại đang ở miền Trung, gọi là tái đào. Tái đào mà gần khu vực biển á, nó mọc lên những cây đào mà người ta thường thường đi lạc hạt để mà người ta bán á, hạt điều á. Đó. Cái hạt điều á, đây là cái trái của nó, còn cái hạt thì người ta lạc ra để người ta bỏ cho những cái công ty nó sẽ sản xuất những cái hạt điều á anh em. Hạt điều á, đây là quả đào nha. Trái đào ạ. Đó. Mình gì anh em cứ đỡ bình thường thôi, cũng đừng cần phải vắt nước ra đâu, cứ bỏ vào hũ và chớ rượu vào cho em khoảng 3 ngày thôi là anh em uống là thơm cực kỳ luôn, thơm màu rất là đẹp, thơm và màu rất là đẹp nha. Đó. Thơm và màu rất đẹp. Và cái này là cái hũ mốc rượu của em này nha, hũ này được làm bằng dừa anh em ha, làm từ cây dừa. Nhìn nó nói chung là nó rất là nhỏ bé và rất là xinh xắn, rất là đẹp luôn. Tổng quan lại thì cái dàn rượu của em thì nói chung là ngâm mọi thứ một ít để mình ngắm nhìn sau những ngày làm việc vất vả, mình nhìn thấy nó thư giãn, ngâm nó để bố mì có nhiều khi ăn no mình uống ly ly, hay là mình những lúc mà kiểu như chân cẳng nó mỏi, nó rã chân rã cẳng nó mỏi nó kiểu là nó người ta gọi là dậy mỏi á, sau những ngày làm việc mệt mỏi hay là cơ thể mình nó thấy là anh em ăn no thì rót một ly uống, hay là rót lên một ít nhậu nhạt với anh em vài ly thôi, chứ không không uống nhiều ha. Cái dòng rượu này là tuyệt đối không được uống nhiều, anh em nếu mà uống nhiều thì phải pha với cái rượu trắng thêm, hoặc là mình uống những cái rượu nhạt nhạt bớt. Tại vì rượu ngâm thuốc thì đa số những cái chất thuốc này không nên uống nhiều, uống vừa phải và nó có liều lượng của nó, chứ không được lạm dụng anh em ha. Rồi ok, em xin kết thúc clip tại đây ha. Cảm ơn anh em đã xem clip.
Nếu thấy hay thì hãy cho em xin một like và một lượt chia sẻ, một lượt đăng ký kênh. Của anh em nào mà có tò mò hoặc là thắc mắc những cái bài thuốc hay là những cái vị thuốc mà để ngâm như em ấy, thì các bạn Zalo cho em. Nếu mà em hỗ trợ được thì em sẽ hỗ trợ cho anh em hết mình nha. Em gửi cái tô thuốc và cách ngâm cho anh em sử dụng những cái bình rượu đẹp nhất và nó cái công dụng của nó tốt nhất. Rồi em xin kết thúc clip tại đây và hẹn gặp lại anh em trong những clip tiếp theo. Bye bye.